Bạn thiếu cho thằng nhỏ đi, tôi bảo kê cho. Chỉ một lần này thôi đó, chồng chú mày cũng xinh trai đấy. Đùa, tôi đẹp trai hút gái xưa giờ. Rút ra đi cưng, nó sẽ đổi màu tùy người. Hy vọng của mày là bảy sắc cầu vồng. Ủa sao đen thui thùi lùi vậy ông có nội? Tại sao của mày có màu đen? Mày nhiễm corona phải không? Có minh mày không đeo khẩu trang là tao đã nghi nghi rồi. Cái thằng nhảy ra anh này. Nhiệm vụ đầu tiên của hắn ta là đến một thành phố để giết con quỷ chuyên bắt cóc gái sinh vào 16 tuổi. Con gái thì mặc đồ đẹp vô mà đi thôi. Thầy cho mày cái rương, quăng em gái mày vào và đi đi. Nuôi tốn cơm quá. Tết con về, thầy để dành tiền lì xì đi là vừa. Mày mơ đi cưng.